Từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 9 năm 2022 đã phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do virus Andeno, đã ghi nhận 6 trường hợp tiếp dòng Trước thực tiễn số trẻ mắc virus adeno gia tăng, mới đây Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus adeno, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, báo cáo kịp thời đầy đủ tình hình dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, đề phòng bệnh lý hô hấp nói chung và viêm phổi do adeno nói riêng, các chuyên gia cho rằng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho trẻ trẻ có sức đề kháng tốt sẽ chống được diệt nhiễm virus đường hô hấp cũng như các virus khác